Xin chào cả nhà. Và mẫu váy tiếp theo Phương muốn review đến cho mọi người là một mẫu váy mà Phương cảm thấy cực kỳ thích cá nhân mình thôi. Còn Phương cũng nghe nói là rất là nhiều khách hàng đã mua về rồi, nhưng mà Phương phải review nó ngay lập tức trước khi mà bán cháy hàng, vì Phương quá là thích chiếc váy này, bởi vì nó được mix giữa hai chất liệu với nhau. Ở dưới màu xanh đậm là chất liệu len mông tơ ghi, còn ở trên là kiểu sơ mi, nhưng mà sơ mi này nó lại không bị cứng đâu mọi người ạ, mà sơ mi kiểu sơ mi đũi á, tức là mặc rất là thoải mái. Nó mix như này nên là nhìn rất là khỏe khoắn, và nhìn nó tức là nó kiểu công sở một chút, chúng ta có thể mặc được đi làm vì nó có cái chất liệu sơ mi mà. Còn nếu mà ở trên mà cũng là len thì Phương nghĩ là sẽ khó để chúng ta mặc đi làm, nhưng mà vì nó lại kết hợp hai chất liệu với nhau nên là rất là dễ ứng dụng cho chúng ta mặc đi chơi, đi làm hay là đi chơi thể thao cũng được luôn, bởi vì nó đủ chiều dài cũng như là đủ cái sự thoải mái để chúng ta hoạt động. Bộ trang phục này khá là thể thao và dễ mặc đối với những người từ 20 tuổi này, 30 tuổi này, từ 30 tuổi đến 40 tuổi đổ xuống là có thể mặc được cái bộ trang phục này. Còn nếu mà những ai trên 40 tuổi muốn mặc bộ trang phục này thì chúng ta sẽ phối với một đôi giày thể thao nhẹ nhẹ thôi. Còn dưới 30 tuổi thì chúng ta sẽ đi những đôi giày thể thao hoặc là những đôi bốt, nhìn nó to hơn một chút để nổi bật cơ thể của chúng ta lên nhá. Và khi mà mặc bộ trang phục này thì chúng ta có thể phối với một chiếc ba lô như thế này. Đó, nhìn rất là trẻ trung và xinh xắn ạ. Ba lô thì chúng ta có thể là đeo ở sau lưng, nhưng mà đeo sau lưng thì hơi trẻ quá đúng không? Thì chúng ta sẽ đeo ở bên vai như thế này. Đấy, đựng đồ đi làm, đi chơi rất thoải mái. Hoặc là chúng ta vẫn có thể phối với những chiếc túi có dạng đeo nha. Thường là tất cả các túi sẽ đi kèm dây đeo dài, thì chúng ta sẽ phối với dây đeo dài, nó sẽ phù hợp hơn ở bộ trang phục này. Phương thì Phương đang mặc size S. Phương thì 48kg, nên là dựa vào đó mọi người hãy lựa chọn size cho mình. Ở dưới 50kg thì chúng ta sẽ mặc size S này. Ở trên 50kg thì chúng ta sẽ mặc size M này. Trên 55kg thì chúng ta sẽ mặc size L. Đó, và trên 60kg thì chúng ta sẽ mặc XL. Tuy nhiên thì cái bộ trang phục này nó khá là free size, vì nó bằng chất liệu len cũng như là vải đũi á, nên là nếu mà ai mà có size M mặc size S vẫn ok. Tức là nó kiểu hơi free size một chút, nên là sẽ rất là dễ chọn cho mọi người luôn. Nếu mọi người không có thời gian mà đến Mega Fashion thử thì mọi người hoàn toàn có thể đặt mua được, vì nó rất là dễ mặc và nó rất là thoải mái, rất là free size như thế. Đó, ở đằng sau thì cũng là một cách phối rất là đẹp như là đằng trước, nhưng mà có một cái mũ rất là xinh. Mọi người nhìn đúng không ạ? Mũ này thì cùng chất liệu với cả cái phần áo đũi này, nên là mặc chúng ta sẽ không bị nóng phần cổ, vì nhiều khi là cái phần cổ của chúng ta cũng bằng len, nó sẽ làm cho cái áo bị chịu nặng xuống này, đồng thời làm cho bị nóng cái phần gáy. Nhưng mà em này thì là chất liệu cùng với chất liệu của cái phần xanh nhạt này này, nên là hoàn toàn rất là thoải mái cho chúng ta luôn, không hề bị nóng một chút nào. Đó, em này thì là kiểu tay lỡ, chỉ tầm đến đây thôi, nhìn sẽ rất là xinh. Bởi vì thường là khi thiết kế tay lỡ thì sẽ phù hợp với tất cả mọi người, vì có người tay ngắn, có người tay dài, thì khi mà thiết kế tay dài thì sẽ dễ làm cho chúng ta nhìn bị lùn hay như nào đấy. Nhưng mà em này tay lỡ rất là tinh tế, rất là đẹp luôn.